Chào bạn, tôi là Thùy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Và bên cạnh Nga đây là sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc mà Nga đã giới thiệu đến bạn về công dụng cũng như là cách sử dụng sản phẩm này để bảo vệ sức khỏe của mình rồi đúng không ạ? Sản phẩm thì vô cùng tuyệt vời, nhưng có một điều là khi mà Nga chia sẻ sản phẩm này tới những người tiêu dùng ở thị trường Việt Nam thì Nga đã nhận thấy trên thị trường hiện nay đã có những sản phẩm mang nhãn mác là đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế nhưng lại không rõ nguồn gốc xuất xứ và chắc chắn rằng chất lượng cũng không được đảm bảo khi mà chúng ta sử dụng đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để cho chúng ta có thể nhận biết được một sản phẩm chính hãng khi mà mua, tránh cho việc chúng ta bỏ tiền ra nhưng lại mua phải sản phẩm kém chất lượng, không những mất tiền mà lại còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mình. Thì video ngày hôm nay Nga sẽ chia sẻ đến bạn một số những thông tin và những cách để giúp cho bạn có thể nhận biết được hàng chính hãng của sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế nhé. Vâng, đây là hộp sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế là hàng chính hãng được sản xuất tại Hàn Quốc mà Korea Shop 24 giờ đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Trước tiên thì Nga sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường về màu sắc sản phẩm này. Sẽ có màu vàng tươi, sang trọng và tất cả những hoa văn hình con phượng hay những dòng chữ ở trên mặt hộp này các bạn nhìn thấy được in màu đỏ hồng. Đó, và nó được đổi màu dưới ánh sáng rất là đẹp như thế này đúng không ạ? Góc bên phải của màn hình thì bạn nhìn thấy đó chính là tem chống hàng giả của sản phẩm. Đó, khi mà tem này được bạn soi dưới ánh sáng thì bạn sẽ nhìn thấy nó có sự óng ánh đổi màu và chúng ta sẽ nhìn rõ cái chữ được in ở trên mặt tem. Khi chúng ta cào vào mặt tem như thế này thì tem không hề bị xước hay là bị ảnh hưởng gì hết, thì đây chính là tem hàng chính hãng nhé. Và góc bên trái màn hình thì bạn nhìn thấy hình ảnh của một ông thần y đúng không ạ? Và trên hình ảnh này thì có in chữ ký của ông thần y này. Đây, và mặt sau của sản phẩm. Mặt sau của sản phẩm thì cuối phần góc bên phải này thì bạn sẽ nhìn thấy đây là hạn sử dụng với quy cách là từ năm cho đến tháng và cho đến ngày. Và phần mà chúng ta có thể check mã vạch. Còn đây là nội dung của thành phần rồi đến công dụng sử dụng của sản phẩm. Sản phẩm này, một hộp này thì chúng ta có 60 viên này và mỗi một viên là 3,75 gram, tổng cộng là chúng ta có 225 gram viên đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế trong một hộp như thế này. Vâng, sản phẩm thì đây được những giấy chứng nhận đây đúng không ạ? Và bây giờ thì phần mà bạn cần lưu ý đó chính là phần khuy để mở lắp hộp được chạm hình con rùa màu vàng. Đó, bạn nhìn rõ nhé, hình con rùa màu vàng rất là chắc chắn và rất là đẹp. Khuy thì cũng rất là chắc chắn luôn. Và bây giờ thì Nga sẽ mở hộp sản phẩm này nhé. Wow. Trong hộp sản phẩm thì sẽ có một tờ giấy như thế này. Và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng màu vàng như thế này nữa. Bạn có thể nhìn thấy một hộp sản phẩm như thế này của chúng ta có 60 viên đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế và mỗi một viên thì lại được đựng trong một lọ nhỏ bằng nhựa như thế này, bằng nhựa cứng nhé. Nắp thì màu vàng và trên mặt nắp là cũng được in hoa văn hình con phượng và những chữ là tên thương hiệu sản phẩm. Và điều quan trọng nữa là khi bạn mở nắp và bạn xem bao bì mà đóng gói viên đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế bên trong thì bạn sẽ nhìn thấy ngay đó chính là bao bì được đóng rất là chắc chắn. Những đường dập bao bì này được dập bằng những máy móc công nghệ cao chứ không phải là dập bằng nhiệt hay là bằng tay như những sản phẩm kém chất lượng. Nên là những cái đường dập này bạn nhìn thấy rất là chắc chắn và sắc nét như thế này thì mới là hàng chính hãng. Và khi chúng ta sờ vào viên đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế này thì chúng ta sẽ có cảm nhận là nó rất là chắc tay và nó không bị biến dạng mà khi chúng ta bóp nhẹ vào sản phẩm thì mới là sản phẩm chuẩn. Vâng, và một hộp như thế này chúng ta có 60 viên, rất là dễ dàng tiện dụng khi là bạn có thể mang đi mọi nơi để chúng ta sử dụng đúng không ạ?
Vâng, vừa xong thì Nga đã chia sẻ đến bạn một số những thông tin để bạn có thể dễ dàng khi mà lựa chọn cho mình sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế. Vâng, sản phẩm này thì được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc, bạn nhớ nhé, sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc, và Korea Shop 24 giờ đang phân phối tại thị trường Việt Nam, gửi tới bạn và tất cả những người thân yêu của bạn sản phẩm chính hãng. Và thêm một lưu ý để giúp cho bạn hạn chế được việc mua phải hàng kém chất lượng là khi mua bạn nên lựa chọn những địa chỉ cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc uy tín, có địa chỉ và website rõ ràng. Bên cạnh đó thì địa chỉ bạn mua hàng phải có cam kết chất lượng và các chính sách đổi trả hàng cho bạn. Và ngoài ra thì họ phải có những chuyên viên tư vấn về sản phẩm giúp cho bạn hiểu rõ về công dụng cũng như cách sử dụng sản phẩm làm sao để cho bạn thu được kết quả tốt nhất khi sử dụng. Và tốt nhất là nên có những chuyên viên tư vấn có thể đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình sử dụng. Và với Korea Shop 24 giờ thì tiêu chí của chúng tôi là chất lượng làm nên uy tín. Thế nên tất cả những sản phẩm mà Korea Shop hiện nay đang phân phối trên web Korea Shop 24 giờ luôn luôn là những sản phẩm chính hãng và tin chắc rằng nó sẽ làm hài lòng bạn, giúp cho sức khỏe của bạn cũng như chính những người thân trong gia đình bạn tốt lên. Và để biết thêm những thông tin chi tiết của sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế hoặc rất nhiều các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác mà Nga đã chia sẻ trên web Korea Shop 24 giờ thì bạn chỉ cần click vào đường link mà Nga đã để sẵn trong phần mô tả dưới video này hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0976 148 590. Nga sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn và giúp cho bạn hiểu rõ về tình hình sức khỏe, hiểu rõ về sản phẩm chăm sóc và có thể giúp bạn đặt hàng và giao hàng trên toàn quốc một cách nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ở video sau.